Chào các bác. Hôm nay em giới thiệu cho các bác một cây, đó chính là cây dòng bi color. Như các anh chị vẫn hay biết này. Đấy, thì cái dòng bi này, bi color mà mọi người hay gọi là dòng bi ấy, thì cây này nó là cây bi trắng. Đấy, cây này là cây trắng anh chị ạ. Đây. Nó là trắng. Trắng lưỡi vàng. Bông này thì nó nở là bông thứ hai thôi, nhưng mà bông trên này thì nó nở. Đấy, như này. Mùa hoa là trắng tinh. Thấy không ạ? Mùa hoa là trắng tinh. Cánh nhỏ. Và cần hoa là khá thưa. Cần hoa khá thưa. Đây. Nó chỉ đâu đó được khoảng mười mấy bông. Được 15 bông anh chị ạ. Em vừa đếm tổng số được 15 bông. Nó thưa. Đây thì nhìn cần hoa này thưa này. Ui, dụng bận nụ phí thế. Không sao. Dụng nụ. Đấy, như đây. Nó dụng nụ bên này anh chị nhá. Dụng nụ đây này. Dụng nụ vị trí này. Đấy, đây em chạm vào nó dụng mất. Đấy, thì đây là cái bông hoa của nó. Thì em sẽ nói sơ qua về cái cây này để anh chị có thể nhận biết được. Bởi vì cây này chúng ta nhận dạng qua thân lá anh chị nhá. Chứ không phải là nhận dạng qua bông hoa đâu. Bông hoa nó thì nó thưa đấy. Các chị nhìn thấy nó thưa. Cái này thì cánh nó chưa mở hết này. Đấy, những cái bông bên này thì cánh nó mở rồi. Đây, em để cái bông này đây. Như thế không? Đây là bộ cánh không? Vàng lưỡi trắng anh chị ạ. Nó không phải là vàng lưỡi trắng đâu. Nó hẳn là lưỡi nó vàng vàng. Nhìn chung nó vàng. Ngà ngà. Hoa nó ngà ngà. Đấy, nhưng nó là cái đột biến bicolor. Thì em sẽ quay vào đây để cái lá một chút. Anh chị có thể nhìn qua củ. Cái củ dáng lá của nó phát là anh chị biết luôn. Cái cây này. Cái cây bi này. Đấy. Đây em nuôi là cái chỗ này là nó là cái củ dài lên. Và đang là nở hoa sớm nhất năm nay. Sớm nhất năm 2020. Anh chị, củ nó rất là tròn to. Củ nó cao khoảng từ 5 đến 7cm. Và to khoảng từ 3 đến 5cm. Thân củ rất to. Nhưng lá ngắn. Đây. Anh chị nhìn này. Lá ngắn này thôi. Chứ nó không phải củ thân củ to mà lá dài. Cái này củ tròn. Và cái độ dày của nó, cái độ dày của nó khoảng 2-3cm. Độ dày củ ấy. Cao này khoảng từ, chắc là phải tầm cái củ dài nhất của nó, như em thấy nó khoảng tầm 7cm. Như cái chỗ này là, như cái củ mà em đang chạm tay đây là nó đã khoảng tầm độ 6-7cm rồi. Sợ là em nghĩ củ 8-9cm, 10cm ấy. Củ rất to, củ to hơn cả củ trong đấy anh chị. Nhưng củ trong nó cao hơn. Củ nó to hơn đây cơ. To hơn đây thì nó phải rơi vào tầm độ 8-9cm. Và cái bề rộng này của nó ấy, cái bề rộng này của nó khoảng từ 3 đến 5 cm. Cái bề dày của nó, cái chiều dày này, nó củ nó tròn mà. Bề dày này của nó phải 2 đến 3 cm, rất là dày, củ tròn. Củ tròn anh chị nhá. Đấy là miêu tả của nó về cái cây này nó như thế. Cái cây này thì nó không nhiều lá lắm đâu. Nó chỉ rơi tầm 5 đến 7 lá thôi. 5 đến 7 lá. Đây như cái này 3 lá này anh chị này. Củ trong này 5 lá này. Đấy, củ trong này. Năm lá, lá nó chỉ dài khoảng từ 40 đến 60 cm, có thể là 70-80 là cùng thôi. Nhưng thường dòng này lá không dài, lá rất cứng và dày, lá rất cứng và dày, lá rất cứng và dày, nhỏ, chỉ khoảng từ 2 đến 3 cm. Đấy, nhưng thân củ rất là tròn to đẹp, nó không hề giống với lô hội. Thân củ lô hội những cái cây lá bé này thì củ bé tí luôn. Đấy, nhưng còn riêng cái dòng bi này thì củ to tròn, nhưng mà lá nó vẫn nhỏ ngắn đẹp. Cái này chơi thân củ rất là đẹp. Đẹp như kiểu là cái cây cũng có thể ví dụ như cây điện biên, trắng điện biên. Cây trắng điện biên thân củ nó cũng đẹp như này, nhưng lá to dài hơn. Nó dạng khác. Đấy, như cây đấy là dạng lô hội, nó dạng khác. Với chia hoa nó khác nhau. Thứ nhất là về thân lá là chúng ta có thể nhìn nhận qua thân lá là như thế. Dòng bi này thân lá là khá là ngắn, nhưng củ nó rất to. Nó khác hoàn toàn với lô hội. Lô hội thì thân lá mà to thì củ mới to được. Còn thân lá ít, gần như chẳng cây nào mà thân lá to đùng như bi này, mà thân củ to bi, to như bi mà lá ngắn như bi lắm. Đa phần là thân lá to thì hoa củ to. Còn thân lá nhỏ thì củ nhỏ lắm. Lá thân lá nhỏ như cây này thì nó chỉ như vàng cánh bầu thôi, củ chỉ như ngón tay cái thôi. Hoặc là như ngón chân cái là cùng thôi. Còn như cái này củ nó phải gần 3 ngón tay, những củ to nó. Còn những cái củ đầu tiên này nó hai ngón tay này, rất là to. Đó.
nó to tròn. Thứ hai là nói về để các anh chị nhận biết về cái cây này, đó là phân bổ hoa của nó. Đây, phân bổ hoa đây. Hoa nó rất là thưa. Thưa như kiểu là kiếm vàng Thái ấy. Anh chị thấy không ạ? Thưa như kiểu kiếm vàng Thái. Thì cái cây bi này thì nó là một trong những cái dạng mọi người hay gọi là bi con tum ấy. Đấy, mọi người hay gọi thế. Bi trắng con tum, bi đột biến con tum các thứ. Thì cái vùng miền trong của nó, thì nó có nhiều cái cây này. Cái này hoa nguồn gốc của nó thì vẫn là cây trắng tím thôi. Nhưng cây này nó là một cái kiểu một cái cây đột biến á. Thì nó hoa trắng. Thì những cái cây hoa trắng vàng, hoa vàng này thì anh chị cũng biết là hoa nó như thế này thì mầm nó phải xanh sạch đúng không? Còn mầm tím thì không phải. Còn đây thì là do là cái củ già em nuôi lên, anh chị nhìn có rất nhiều củ già. Củ già có một lá này. Đấy, củ già em nuôi rúi ở đấy mấy năm thì tự nhiên giờ nó ra thành chậu lại có hoa. Đấy. Thì nghĩa là lâu rồi, tách từ lâu rồi. Nhưng cực củ già em cứ dâm nó vào đấy thế ai ngờ đâu nhâm vào rượu nhựa, ai ngờ bây giờ đấy. Mấy năm sau là hoa đẹp. Chậu thân to đẹp thì lại có hoa. Thì thời gian nữa em cũng tách những cái giống này ra để trồng riêng những cây đẹp và cây xấu thôi. Riêng khác nhau. Đấy, thì cây này nó chi hoa rất là thưa chứ nó không chi hoa như lô hội. Chi hoa thưa nhiều kiểu vàng Thái ấy. Anh chị nhá. Đấy, và ở phần cuối này thì đương nhiên là bao giờ nó cũng dày vào, nó chuyện bình thường. Cây nào cũng thế, ở phần cuối thì nó sẽ rất dày, phần trên này thưa, kể cả lô hội hay là cây nào cũng vậy cả. Nhưng chỗ này là về cơ bản là em vừa làm rụng mất một nụ, đâm mà nó trông nó lại hơi thưa hơn nữa. Đấy. Thực ra thì cái cây này nó là cây cũng là rất là đáng sưu tầm. Chúng ta có thể chơi thân lá cái này, thân củ rất là đẹp. Nuôi tầm 1-2 củ mà đẹp đẹp mượt mượt ấy. Chứ như mấy cái chậu mượt mượt của em tách bán nhiều. Tự nhiên còn cái chậu này nuôi củ già lên. Đấy, thế là lại ra một thành một chậu. Kiếm này nó rất là phát triển, rất là dễ sống và nó rất là sức sống nó khá là mạnh liệt. Anh chị có thể trồng và chăm nó cũng rất là dễ. Dòng bi này thì thân củ nó đẹp. Anh chị sẽ nuôi một chậu khoảng 3 đến 5 thân thì lá nó rất đẹp. Lá ngắn cứng và lá rất là xanh. Lá nó rất cũng đẹp, xanh thì cái nào nuôi nó xanh cả. Đấy. Lá cứng dày. Lá dày lắm. Lá dày như kiểu là dạng phan chí. Đấy, lá rất dày. Nhưng lá nó bé, nó chỉ tầm 2 đến 3 cm thôi. Đấy. Thì nó là một trong những cây kiếm đột biến đáng sưu tầm. Bi color trắng là một trong những cây thân thủ đẹp. Hoa thì nó cũng là dạng đột biến, chơi được. Với cái giá của nó thì em nghĩ là chơi được. Bởi vì nhiều cái những cái cây là cùng là cây đột biến nhưng mà giá của nó quá kinh, có cái khủng, nó đắt hơn rất nhiều. Đấy, thì về cơ bản thì cái cây bi trắng này thì em nhận, cái bi này thì em nhận định là nó cũng có vài cây. Và cái đột biến của cây bi này thì cái cây đó chính là một cái cây lưỡi hồng, môi hoa hồng ấy. Một cái cây trắng như này nhá. Cái này là cái trắng ấy chị. Cái này là cây trắng này. À cái vàng ấy, gọi là trắng hay vàng này, vàng. Để gọi nó là vàng này, vàng hay trắng đều được. Nhưng có người thì gọi là bi trắng, có người gọi bi vàng. Thực ra trắng vàng thì kiểu cái lâu hội hay là tiên vũ ấy, thì là cái dòng này nó cũng thế thôi. Tiên vũ thì gọi xanh vàng ấy, thì nó như nhau. Thì gọi xanh được, gọi vàng được. Còn cái này thì lô hội hay là cái cây này thì gọi trắng được, gọi vàng được. Thì nó có cái cây là một cái cây đó chính là cây này này. Cây này là mua hoa trắng. Mua hoa của nó là màu trắng vàng ấy. Đấy, cánh nó vàng hơn. Mua hoa là trắng vàng và một cây là mua lưỡi này, mua hoa nó là màu hồng. Và một cây đó chính là hồng cả cánh. Và một cây thì chấm chấm dạng kiểu cây tiểu giang ấy. Đấy, và một cây nữa đó chính là một cái cây vàng chuối, người ta hay gọi thế. Thì anh chị nó cũng khác nhau đấy nhá, anh chị. Nó khác nhau ở độ họ cánh to cánh nhỏ ấy. Nó có vài cây có thể nhận biết được thôi. Còn nhiều khi mấy cái cây mà khó nhận biết quá thì anh chị nên lưu ý. Sưu tầm cũng phải biết về nguồn gốc cây các thứ, bởi vì kiếm thì em nói rằng là khi mà người ta bán, người ta cứ giơ ảnh ra người ta bán ấy, thì thứ nhất là nó không thật. Thứ hai là cái việc cái cây đấy nó không thật mà nhiều khi nó cùng là một cây nhưng người ta gọi nhiều tên thì nó sẽ rất là khó, nó sẽ khác nhau. Nó sẽ làm một vấn đề góc khác luôn. Chứ còn như bây giờ thì như quan điểm của em thì đó chính là cả cần hoa video và nhận định về cái cây đó. Như em nhận định về cái cây này thì em gọi nó là cây vàng. Đấy, bi vàng. Thế thôi.
chứ còn nhiều người gọi thì nó cũng rất khó. Bicoro thì nó là thân lá, nó đặc trưng, không hề giống với lê hội. Thân lá rất là đẹp anh chị nhá, lá dày cứng, lá ngắn và củ, thân củ rất to, rất là đẹp, nó một cây chơi được. Thì anh chị có thể tham khảo và xem thêm nhiều video trên kênh Tiên Ngàn Hoa. Cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào video sau. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.